Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với buổi tọa đàm làm việc giữa đại diện của hãng Kanae Hide, chuyên sản xuất các sản phẩm Fukuidan, với đại diện CSC và nhà thuốc 365.vn tại Việt Nam. Lần đầu tiên xin được các quý vị đại diện của hãng Kanae Hide giới thiệu về bản thân. Xin chào các bạn, tôi là Matsuno Tomoaki, giám đốc điều hành tập đoàn Kanae Hide. Kanae Hide Bio, 営業部 của Sasaki, xin chào các bạn. Xin chào các bạn, tôi là Sasaki Tsutomu, giám đốc bộ phận xuất kinh doanh của Kanae Hide. Xin chào các bạn, tôi là Ikehara Ikari, trưởng bộ phận giám đốc bộ phận phát triển sản phẩm của Kanae Hide. Vâng, xin được cảm ơn quý vị đại diện của hãng Kanae Hide đã đến tham dự buổi tọa đàm ngày hôm nay. Kyono ba, ご参加していただいて誠にありがとうございます。Xin có một câu hỏi được đặt ra với đại diện của hãng Kanae Hide, đó là đại diện của hãng Kanae Hide có thể giới thiệu về hãng cũng như là cái quá trình nghiên cứu và sản xuất các cái sản phẩm Fukuidan của hãng các bạn. Kanae Hide Group についてご紹介と、あとその Fukuidan の商品についてご紹介をお願いします。私たち会社、Kanae Hide Bio は、日本の沖縄県に、ございます。で、沖縄県の方で、Kanae Hide グループというグループ企業の一つです。いや、tiếp theo là bản thân công ty chúng tôi Kanae Hide là công ty nằm ở tỉnh Okinawa và nằm trong tập đoàn Kanae Hide ở Okinawa。で、私たちは、沖縄で、健康食品を、作っております。và tập đoàn chúng tôi thì sản xuất các cái thực phẩm chức năng tại tỉnh Okinawa. Đặc biệt là Fukuidan về thì là khoảng 20 năm nghiên cứu bắt đầu từ khoảng 20 năm nghiên cứu. Và đặc biệt là chúng tôi đã nghiên cứu và phát triển sản phẩm Fukuidan được 20 năm. Đặc 私たちは、これまでも、大学や、お医者様、あとは、研究機関と一緒になって商品の、開発や、研究を続けております。まあ、chúng tôi đã trong 20 năm qua thì chúng tôi đã liên kết đối với trường đại học, các bác sĩ cũng như các phòng nghiên cứu ở Nhật Bản để mà sản xuất cũng như là nghiên cứu, tiếp tục nghiên cứu phát triển các sản phẩm Fukuidan。はい、私たちは、沖縄もずくという、ものを原料にフクイダンを、作っております。đầu tiên là chúng tôi sản xuất Fukuidan là sản xuất lấy từ cái sản phẩm rong biển của Okinawa. なぜ、まあ、沖縄もずくかと言いますと、もずくにはいくつかの種類がありますが、沖縄を中心に、収穫できるのが沖縄もずくです。まず、tại sao mà chúng tôi sử dụng cái nguyên liệu là cái rong biển ở Okinawa。まあ、なぜ沖縄もずくを使用するかといいますと、もずくにもさまざまな種類がありますが、沖縄を中心にしか生産できないのが沖縄もずくです。thì thực ra là cái tại sao chúng tôi lại sử dụng cái sản phẩm cái nguyên liệu rong biển của Okinawa, tại vì là trong cái rong biển thì rất nhiều chủng loại, thế nhưng mà cái rong biển Okinawa chỉ có thể sản xuất ở Okinawa。で、沖縄もずくは、他のもずくや他の海藻と比べると、フクイダンを高含有、高くたくさんフクイダンを、含有しております。で、その沖縄もずくを使って、フクイダンを作ることによって、純度の高いフクイダンが、生産できます。まあ、差別は cái rong biển của Okinawa, rong biển Okinawa so với các rong biển các khu khác cũng như là cái tảng để mà sản xuất ra phu đan khác, thì cái thành phần phu đan trong cái rong biển ở Okinawa là chiếm tỷ lệ cao nhất. Tiếp theo là có thể chiết xuất được cái sự thuần khiết về cái phu đan cái tốt nhất. Có một câu hỏi tiếp theo, đó là được biết là hãng Kanae Hide thì sản xuất ra sản phẩm nano Fukuidan. Vậy thì xin được hỏi đại diện hãng có thể giải thích về công nghệ sản xuất ra nano Fukuidan
có gì khác biệt so với sản xuất ra các sản phẩm Fukudan khác? 今オン、トカレヒネグループは、ナノフクダンを今生産されていることがご存じます。でそのナノ、フクダンを、生産する、工程は他のフクダン打ち合いを教えてほしい。教えてください。はい、まずですね、沖縄モズクから、フコイダンを抽出して、これはまあ特許の製法になるんですけども、まあ、それをカプセルに詰めたのが沖縄フコイダンになります。で、一点点が、まあ、とも小さい、这个産品フコイダン、まあ、接触từ rong biển沖縄で、まあ、công ty chúng tôi là có cái bản quyền sáng chế về sản phẩm này. Và hiện nay thì trước đây thì sản phẩm xuất ra và có đưa trong các cái viên nén, viên nhậu thì là sản phẩm cũng như này là sản phẩm Okinawa Fukuidan. Nano Fukuidan はですね、モズクから抽出したフコイダンをさらにリポソームという技術を使って膜の中に脂質の膜の中に封じ込めた、私たちはそれをナノカプセルと呼んでますが、そういった技術を使った製品になります。第三品Nano Fukuidan thì so với sản phẩm Okinawa, so với sản phẩm Fukuidan khác thì thêm một công đoạn, có nghĩa là chúng tôi cho cái Fukuidan vào trong một cái lập thể nano để mà làm sao để làm cho cái Fukuidan nó hoạt động hiệu quả hơn, tác dụng hơn đối với người tiêu dùng. 普通のですね、モズクのフコイダンの3グラムがですね、このナノフコイダンの1袋に相当するような設計で製造しております。普通の問題。普通のフコイダンですね。もう一度言いましょうか。普通のフコイダン。はい。ナノフコイダンのこの一袋が、普通のフコイダンの3グラムに相当する、量で設計しております。第三品モトイ、三品モトイ、我三品ナノフコイダン、thì được sản xuất theo định lượng là tương đương với việc là có 3 gam Fukuidan trong các bạn ý nhé, đây là cái nano Fukuidan thì cái một túi nano Fukuidan thì được tính toán là có chất lượng tương đương với 3 gam Fukuidan bình thường khác. Vậy thì để so sánh trực quan hơn giữa sản phẩm nano Fukuidan và sản phẩm Okinawa Fukuidan, cũng là một sản phẩm rất là phổ biến tại Việt Nam, thì một gói sản phẩm nano Fukuidan thì cái hàm lượng đấy nó tương đương được với bao nhiêu viên của Okinawa Fukuidan? で今ベトナムではその大きなフクダンがとても普及されています。でその単純に計算すると一つのフクダンナノフクダンの袋を使ったら、大きなフクダンの、何粒までの、あたりですか。はい、このフコイダンナノフコイダンの一袋が、まあ、普通のフコイダンで 3g にと同じ働きをする設計にしております。ですので、沖縄フコイダンでいうと大体、まあ、およそ13カプセルがこのナノフコイダン1袋に相当します。で、まあ、設計もけどいナノフクダンもけどいナノフクダンないで設計は tương đương với 3 gam フコイダン trong các sản phẩm phân bình thường khác. Cho nên nếu chúng ta uống một cái túi ナノフクダンない thì cái chất lượng cái hàm lượng nó tương đương với 13 viên Okinawa フクダン。và về khả năng hấp thụ của sản phẩm. そしてあの吸収能力はナノフクダンと沖縄ダンはどういうあの違いですか。ですね、まあ腸小腸のですね膜を、人工的に使った試験の結果では、まあ、普通のフコイダンの、5倍ですね、5倍この膜を通りやすいという結果を、Bên phía công ty chúng tôi đã có thí nghiệm
là đối với cái bộ phận ruột, không cái màng chính là bộ phận ruột của con người, thì cái nanofuran, cái số hàm lượng cái hạt nanofuran nó đi qua cái màng đấy thì gấp 5 lần cái số lượng mà hạt furan bình thường khác. Vâng, vừa rồi là chúng ta đã được đại diện của hãng Kanahide giải thích về cái công nghệ sản xuất ra sản phẩm nanofuran cũng như là cái về khả năng hấp thụ của sản phẩm nanofuran so với các cái loại sản phẩm furan khác trên thị trường. Xin được đi đến câu hỏi tiếp theo của buổi tọa đàm ngày hôm nay, đó là vậy thì việc với cái kinh nghiệm sản xuất ra cái sản phẩm furan rất là nhiều năm thì cái sản phẩm furan này có an toàn so với người sử dụng hay không? その今までのあの膨らを生産されていて、膨らの商品はあの飼料さんに対して安全ですか？私たちは培養細胞を使った試験ですとか動物を使った試験と健康な人に膨らを摂取してもらって1ヶ月から3ヶ月間ぐらい続けて飲んでもらった時の影響を調べています。その中で問題があったという結果が出ていませんので安心して飲んでいただけると思います。thì bản thân công ty chúng tôi cũng đã có thực nghiệm trên cái tế bào tiếp theo là thực nghiệm trên động vật và sau đó là có thí nghiệm trên cơ thể người khỏe mạnh. Thì các thí nghiệm kéo dài từ 1 tháng đến 3 tháng và đến thời điểm này thì là chưa có một cái ảnh hưởng xấu nào đến cái bộ phận sử dụng. Vâng. Vì thế mà tôi tin tưởng rằng các vị có thể yên tâm sử dụng sản phẩm furan. Vâng. Vừa rồi là đại diện hãng vừa mới cho chúng ta biết thông tin quan trọng, đó là sản phẩm furan an toàn cho người sử dụng. Vậy thì sản phẩm furan được biết là sử dụng rất là rộng rãi tại thị trường Nhật Bản và được người dân Nhật Bản tin tưởng và sử dụng. Vậy thì xin được hỏi đó là cái đánh giá của người tiêu dùng Nhật Bản đối với cái sản phẩm furan của hãng Kanehide sản xuất tại thị trường Nhật Bản. 今、日本ではその膨らんの処理については普及されていて、でその日本の竹さんはそのカネヒデのグループさんの膨らん商品についてどういう反応されていますか？そうですね、膨らんの商品は、治療と一緒に使ったり治療が終わった後に健康維持をしたいお客様がよく利用されています。Thì sản phẩm furan là sản phẩm mà được sử dụng kết hợp trong quá trình trị liệu cũng như là sau khi kết thúc quá trình trị liệu, thì người sử dụng Nhật Bản có dùng sản phẩm furan như là một sản phẩm để phục hồi sức khỏe. 治療が辛くて食欲が落ちてしまったり生活の質が落ちてしまったっていうお客様がいる中で、フクイダンを利用することで食欲が回復したり治療以外の生活を楽しむchúng tôi thì cảm thấy rất là vui khi mà được nghe những cái phản ánh của người tiêu dùng, những người mà trong quá trình mà trị liệu thì họ có những người mà dùng cái furan thì họ cảm thấy rằng là trước kia do khi mà chưa dùng furan thì là cái việc mà khi họ trị liệu họ không muốn ăn, không được giảm thèm ăn, thì sau khi dùng furan thì họ rất là thèm ăn và cuộc sống của họ cảm thấy nó tươi mới hơn. Thì đó là những cái phản ánh mà chúng tôi cảm thấy rất là vui khi mà được nghe cái bài này. Đến với câu hỏi cuối cùng của buổi tọa đàm ngày hôm nay đối với các đại diện của hãng Kanehide Bio chúng ta, đó là xin được hỏi về đại diện của hãng về hiện nay đơn vị đại diện nhập khẩu sản phẩm furan của hãng Kanehide Bio chính hãng tại Việt Nam. シンデレラ大臣の話を伝えます。今、フクランの商品についてカネヒデバイオ会社様の商品はベトナムでどういう形に、入っていますか？はい、
私たちカネデバイオの、こういう商品につきましては、ここベトナムで、CSC 様の、協力を得て販売させていただいています。また、CSC さんを通して、365オンラインショップさんの方でも、カネデバイオのこういう商品を取り扱ってもらっています。hiện nay thì sản phẩm liên quan đến Khôi Đan cũng như chúng tôi thì đang được sự hỗ trợ về phân phối thông qua công ty CSC, và công ty CSC có liên kết với trang nhà thuốc 365.vn về cung ứng sản phẩm Khôi Đan. で私たちはこれからも CSC さんと一緒になって皆様の健康の少しでもお役に立てることをしていきたいと思っております。chúng tôi công ty Kanehide Bio thì mong muốn được tiếp tục hợp tác với công ty CSC trong tương lai nhằm góp phần nâng cao sức khỏe người Việt. Thank you very much.